Ông được uống nhiều, ông chịu nghe là tao giữa chút rồi hỏi nào mày nào. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại kênh Nhà Đất Hùng. Thôi nè, chị ngủ qua. Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Vũ Official. Mọi người hãy ghé kênh Vũ đăng ký nha. Cảm ơn mọi người. Hình như hôm nay ai cũng kênh chứ có mình Lê Nam không có kênh hết. Chưa kênh luôn. Ủa chú sao chú chưa có lấy kênh? Chân này tuổi rồi chưa có kênh luôn á thiệt. Kênh lộn. Kênh thấp quá, kênh yếu quá không có dám phải. Bây giờ chưa có kênh nữa hả? Bây giờ kéo lại kênh này. Bây giờ mà không chưa có kênh nữa. Bây giờ mình tập trung mình thoại đi ạ. Rồi nè, thoại đi mọi người ơi. Cái máy cảnh nha. Sao đồ ăn đi anh? Sao ăn đi hỏi. Rồi, bây giờ nha. Tại vì mọi người lo quay YouTube dữ quá. Con chứ sao con làm. Dạ rồi. Con đọc cái cảnh này cho mọi người nghe nha. Lấy tay ra sao đó. Sao đồ ăn. Nó cuối cùng cũng về tới nhà ngoại ơi. Ủa cái này quay rồi. Đây, cái đầu tiên là anh nói nè, anh nói cảm ơn tất cả mọi người. Lúc tôi ở trên đó là mọi người lo lắng cho tôi với cháu tôi. Bây giờ về tới đây rồi á, gặp gỡ mọi người thì tôi lo từ A tới Z. Đầu tiên anh về đây mới nói nhà về đây. Bây giờ mọi người cùng nâng ly nào. Nhìn gì nói mẹ đi cái nhìn gì trời. Nhìn gì thấy ghê vậy trời. Nhìn gì thấy ghê vậy. Còn ghê nữa mẹ nói này chứ. Chống tôi bất thảo không chị mà chị cứ thêm chữ kia để nó về nó biết biết phải không. Dạ, biết vậy. Hoài vậy nói đi. Phải không? Đưa đây con lấy cái này cho má nó dính tay mắt nó đang tôi đen đen. Mở miệng. Chị vô chữa luôn có tật khác luôn. Rồi, xong rồi tới nổ nè, vì một cục hứng dậy ôm, khoan. 1 2 3 vô đi, 1 2 3. 1 2 3 vô. Khoan nè, khoan. Đi đâu mấy đứa? Vì mà cục hứng vậy nổ là ai? Nổ là ai nói nè. Anh vừa. Vì cục hứng vậy. Vì mà cục hứng gì ôm? Bây giờ mọi người cùng đứng ly 1 2 3. Khoan. Nhìn ôm. Đang cục hứng vậy. Sao cục hứng được thì chị dâu mày nè, đã kêu không được uống nhiều mà không chịu nghe là tao gì hết à. Đây đây. Uống ly ghê cho nội. Mô phạt uống ngân ly làm dữ vậy. Mô phạt uống ngân ly làm dữ cho. Con nè. Đã nói cái rồi. Này nó tiếng con nghe. Dạ. Mô phạt uống ngân ly làm dữ cho. Đã nói rồi, không được uống nữa, không nhớ hả? Tôi không muốn làm khổ uống luôn á. Vậy thôi uống đi mọi người. Thằng ơi, báo phải nè. Thằng ôm nó đúng á. Chuyện gì đã qua rồi. Ủa cái gì chuyện cũ vậy nè? Nghe tao gì hết rồi. Hồi đó ngày nào em không uống. Đúng rồi, uống một ly làm dữ cha. Tôi không muốn là cha uống luôn á. Hồi đó ngày nào tôi chả uống. Thôi nè, đã nói rồi, chuyện cũ bỏ qua không nên nhắc lại mà. Đi bấm cái thôi. Không phải. Chị nói hả? Dạ, ý là con nhắc lại cái chuyện hồi xưa con nói là. Ôi mẹ đúng quá, chị cũng chắc quá. Biết quá, cuối cùng biết mở với bà hỏi ơi. Thì đó, ai thêm câu vô đi. Dạ, anh Thuận quăng đi. Quăng gì vậy? Quăng tại vì má, chị cũng chắc hoài. Chữ hoài, chữ hoài, chữ hoài, chữ hoài. Chữ hoài, chữ hoài. Khoái mẹ như cái phân quá. Nghe chưa, chả khoái tao chữ thề đó. Đó, nghe chưa, chả khoái tao chữ rượu quá. Tao liệu bình thường, còn bả liệu là liệu rượu.
chừng nào mà ta liệu mô phật rồi chính quả rồi. Má nói tiếp nè, thằng ôm nó nói đúng đó, chuyện gì qua rồi cho nó qua đi, lo chuyện bây giờ. Má hở mới đúng đó, cứ nhắc hoài chuyện gì nó qua rồi cho nó qua luôn đi, lo cái chuyện bây giờ nè. Bây giờ sao, bây giờ hai đứa bay đám cưới xong xuôi hết rồi á, tính chừng nào đẻ được đứa cho vui nhà vui cửa đây. Đó thấy chưa, nó không có uống mà mới hửi không có ói kìa. Rồi là gì ghê vậy? Trời, anh muốn ói nè. Em vừa thở dài. Cái xong mà má kêu là không phải nó ói đâu. Mà nó ói đâu? Ngồi xịt qua bên đó. Ngồi anh ngồi đây đó nha. Có bầu á. Có chửi mẹ không đó. Có đó. Em lại có ba thầy đó. Thôi. Có gì đâu mà bình thường. Ơi, tôi có con ơi. Con ơi. Nhưng mà phải con anh không? Hả? Nè. Mày hỏi gì kỳ vậy mày? Nói chuyện tào lô. Con ơi, trời ơi. Em ơi, giờ anh có con hả? Trời ơi. Tôi vui lắm mọi người ơi. Tôi có con. Tôi có con ơi. Chắc rồi. Chắc. Mày hỏi dài cái gì? Người ta có to mày mới mừng. Cũng mẹ cái bằng tiểu tự nhiên hỏi dài. Cái tỷ đó má. Má cắt cái câu của anh Thuận nè, tại anh Thuận quay qua hỏi chắc không kìa. Chắc không? Má kêu chắc cái gì đó? Chắc cái gì? Chắc phải con không? Chứ con ai? Má, nó tán đó. Nó tán rồi, tài đó. Má mà dựng sao mà chị Dung mà cứ biết biết hoài sao hồi chị chửi thèm á. Ủa sao lúc này tôi không biết? Đúng mới lộ á. Mà cái cuối ra đi. Má mày cười con nói cái con ai nó tầm 7 tầm 3 nó còn mày nữa. Mày lại mày thở dài. Con ganh tị đó má. Mày ganh tị cái quận gì? Nào nó vừa cưới xong cái nó dậy liền. Trong khi hả? Con cũng là phận con gái nhân đạo. Không có gì. Thôi mà. Thôi giờ để anh ráng dành tiền nha. Ha rồi anh mượn thêm tiền cốt. Em mua hai cái vé bay anh với em qua Đài Loan. Đáp kiến nha. Em ghẹo anh thôi chứ. Ba má cho tụi mình hứng rồi. Thiệt hả? Tươi luôn. Ôm cho chặt. Vừa tính hai người tính ôm vậy luôn. Mấy con rồi. Ôm này luôn hả? Rồi hai người tính ôm đây luôn hả? Quên. Mình em sẽ giữ thể diện cho chồng em. Dạ. Bằng cách một xíu. Bây giờ bây giờ đứa nào đẻ? Mình giữ con gái. Hai đứa tụi bay lấy nhau rồi đứa nào đẻ? Dạ nhìn biết rồi, dạ. Bên nào có sữa bên đó đẻ. Dạ. Rồi tới cái gì? Đẹp quá ba rồi. Tới tao thèm quá cho tao làm miếng nè. Gì? Mày bắt ai? Hai người luôn. Kêu đó, kêu tắt ra xíu. Không được, tao lên cao luôn đó. Thôi ăn đi. Lần đầu trong phim được nói tiếng Anh nè. Trời ơi, con của mình tại sao vậy? Giờ tôi làm mày nuôi của nó luôn rồi. Khổ thiệt á. Khổ cho bà Tâm thiệt á chứ. Bà đâu, bà diễn phim. Bà thả con bà ra đây. Để tu giữ. Ngân, ngọt sứ. Quỷ. Này, biết biết bên đâu với lại anh Tiềm có cái gì giống nhau không? Sợi dây sức. Không có gì ngoài điều kiện. Tao ông ngoại mày ngồi đây mày không gấp thì gấp mày bỏ. Để tao mới tự gấp vậy nè. Ơi à. Ủa, chỗ cái này. Tâm ơi, nó không có làm thằng giả mà bán kẻ giò. Đâu nó khác sự. Rồi ai chậm. Con ơi đến nè. Ô mày nè. Hai người tính tới đâu rồi? Tôi con rồi. Gì đâu? Nè. Vô nè. Nãy giờ chuyện của ai cũng yên phận hết rồi, còn hai người sao? Ok. Đứng lên rồi, đứng thường, có gì đâu. Chuyện nào tới? Có tới gì đâu. Còn gì nữa nè. Ơi. Anh. Dạ. Không tới hả? Vậy tôi mang. Dạ không tới đúng không? Không tới là tôi gọi anh Lan về Quảng Nghĩa. Tôi có con rồi. Anh lật lọng lại anh nói kêu có. Gã gì mà gã. Ở đây gần nè, thiếu gì người dễ thương. Đi đâu mà gã mà gần ngõ. Ở đây có ai đâu? Gã này hả? Chơi con không phải. Chơi đồ gã. Chung chơi chung trong xóm đó. Đây là cháu má mà. Cho chồng cho. Cháu đẹp vậy. Cho má. Ủa má chưa đặt cái bản nè. Nhỏ này đó con cháu má mà. Nhỏ này gì đó. Dở rồi. Anh coi mẹ con lấy đâu thấy. Nè, nó cái bài bà tôi tán cho mẹ cái chết nha. Là cha ruột đó mà. Rồi, chắc nha. Rồi tiếp rồi tiếp cái gì? Người đó mà. Gì mày? Hay
nó. Mày làm cái gì của nó làm kìa. Trời ơi, giờ đâu mà mày đang mất cửa. Bung ra. Mô phạt mày làm gì nó úp mặt cho em đi. Mày. Mô phạt. Nó làm cái đứa em này làm cái gì đó. Giờ nó cũng hoài hải luôn rồi. Nó làm cái hết rồi. Mấy dùng đàn ông. Trời ơi, chú luôn á, có kiếm nó vậy mà. Rồi, em nói đi, em nói đi. Anh không nói phải không? Anh mắc cỡ không nói phải không? Không nói thì thôi nha. Bữa nay có bà ngoại, có ngoại đây, không nói thôi nha. Đó. Anh mắc cỡ. Ok chứ Giang ơi. Dạ mắc cỡ không? Bữa nay tập từ hồi nãy giờ mà còn chưa xong nữa. Chưa xong. Nam chào quý khán giả, chú Nam. Chào quý vị khán giả của kênh Hồ Bích Trâm Official. Official. Ủa gì nói đi. Phim này là Trâm với chú Nam sẽ được đóng cặp với nhau. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại kênh Nhà Đất Hùng Thường. Của kênh Nhà Đất Hùng Thường. Chào quý khán giả, nhớ đón xem phim Trần Nổ nha. Nhớ đăng ký kênh cho Trâm. Chào. Em mời cái lượt cho chị với em.